Người đàn ông đá vào quả bom, quân Bát Lộ vội vàng chạy đến ngăn. Anh không biết chữ à? Ở đây có cái biển này. Người, xúc vật, không được lại gần. Anh không biết chữ à? Người ta nói với tôi, đây là chữ Bát, anh còn là quân Bát Lộ nữa. Mà anh không biết sao? Quân Bát Lộ không có thời gian giải thích với anh ta. Họ đang bận rút lui, nhưng con bò sữa trông bắt mắt quá, chỉ có thể để tạm trong thôn thôi. Theo luật lệ, các thôn dân xếp hàng, nắm đậu để quyết định ai sẽ phụ trách trông coi con bò sữa. Ngưu Nhị vội vàng trốn vào chỗ mấy người phụ nữ. Anh đã có một con bò rồi, không muốn phụ trách đâu. Quá phụ Cửu Nhi vui vẻ chạy đến, nắm một nắm đậu thay cho Ngưu Nhị. Hình như cô ta muốn đối đầu với Ngưu Nhị hay sao ấy. Đưa tay ra, đó là một hạt đậu đỏ. Cái con đàn bà này, cô cố tình à? Hại chết tôi mất. Thôn trưởng đang hỏi, ai bốc được đậu đỏ? Ngưu Nhị vốn muốn trốn, nhưng ai ngờ Cửu Nhi lại hét to. Ngưu Nhị bốc được. Ngưu Nhị hoảng hốt, vội vàng nhét hạt đậu đỏ vào miệng. Anh ta ăn rồi. Không có, nhổ ra đi. Anh ta nuốt rồi, thật là. Đang nhai đấy. Ngưu Nhị cực kỳ không vui, nhưng quy tắc là quy tắc. Thôn trưởng ấn tay của anh, muốn bắt ép anh ký tên ấn dấu tay. Cửu Nhi ôm cây, đứng cười vì anh gặp họa, lại còn đổ dầu vào lửa. Anh không làm không được. Bây giờ mọi người đều phải hy sinh cho cách mạng. Ai mà biết, vừa nói xong thì cô ta bị thôn trưởng gọi đích danh. Ngưu Nhị nuôi bò, thôn đưa ra quyết định, gả Cửu cô nương cho anh ta nhé. Cửu Nhi không vui nữa, nuôi bò thì liên quan gì đến việc cưới xin chứ? Hơn nữa bây giờ đều là hôn nhân tự do cả. Ấy vậy thôn trưởng thương lượng với cô, phải dỗ cho Ngưu Nhị nuôi bò, cùng lắm thì thôn cho cô 3 túi lương thực làm của hồi môn. Cửu Nhi miễn cưỡng đồng ý, nhưng cô có điều kiện, cô muốn lấy cái vòng bạc trên tay anh. Ngưu Nhị vội vàng giấu cái vòng ở đằng sau người. Cô gái này khôn lỏi quá, vẫn chưa lấy nhau mà đã ngó nghía báu vật gia truyền của nhà người ta rồi. Đó là vật gia truyền của nhà tôi không truyền cho người ngoài đâu. Trong lúc giằng co, Ngưu Nhị vẫn bị thôn trưởng ấn giấu tay xuống. Tuy phải nuôi thêm một con bò, nhưng anh vẫn rất vui. Vậy thôn, thôn nói, giữ lời chứ. Tối đó, Ngưu Nhị đến chuồng bò, âm thầm cho con bò vàng của mình thức ăn cao cấp mà đội quan để lại. Con bò này đã chịu nhiều khổ cực, cũng phải được hưởng chút lợi chứ. Còn con bò sữa quân Bát Lộ để lại thì phải ăn lương thực thô sơ. Ngưu Nhị buộc túi lương thực lại, anh vô tình đưa mắt lên, vô tình phát hiện được cả một đại lục mới. Anh thử đưa tay ra, con bò quay đầu lại ngay lập tức. Mày nhìn cái gì chứ? Tao không sờ được của Cửu Nhi thì thôi, tao còn không sờ được của mày chắc. Ai mà biết cảnh này, bị Cửu Nhi nhìn thấy, sờ đấy thì sao nào? Ấy. Đến rồi à? Cửu Nhi vừa mắng anh vô liêm sỉ, vừa đánh anh, cô đòi Ngưu Nhị cái vòng, nhưng Ngưu Nhị sống chết không đưa. Cửu Nhi xoay người đi luôn, cô bảo cô sẽ nói cho cả thôn biết. Ngưu Nhị vội vàng ngăn lại, nhưng trong lúc giằng co, anh lại thực hiện được mong ước bấy lâu nay. Người đàn ông chỉ sờ bò sữa chút thôi mà đã bị trói lại đi một vòng quanh phố, còn dám sờ ti của bò sữa, thế mà cũng sờ được. Ngoài quân Bát Lộ ra, không ai được sờ cả. Để trừng phạt Ngưu Nhị, thôn trưởng bắt anh ra sau núi đào hố. Đến khi bọn Nhật đến thì giấu bò sữa vào đó. Lúc này quá phụ Cửu Nhi chạy đến đòi Ngưu Nhị chiếc vòng định tình. Ngưu Nhị hơi ngại nhưng vẫn đeo chiếc vòng cho Cửu Nhi. Cửu Nhi hát vui vẻ chạy về. Đến khi Ngưu Nhị đào xong, cô sẽ gả cho anh. Thế nhưng Ngưu Nhị không ngờ rằng khi anh quay về, trong thôn không còn một ai cả. Lão tổ ra, người đâu rồi? Càng ngày anh càng thấy bất an, vội vàng đi từng nhà một để tìm. Phải đến khi anh bỏ lên dãy núi phía sau thôn thì mới phát hiện ra đâu đâu cũng là thi thể bị cháy đen. Ngưu Nhị không đứng vững, ngã xuống. Anh sợ quá hét ầm lên, ôm lấy cái cây không dám động đậy một tí nào. Đúng lúc này Ngưu Nhị nhìn thấy một cánh tay, trên đó là cái vòng bạc tổ truyền của gia đình anh. Lúc này anh mới nhận ra Cửu Nhi chết rồi, người cả thôn đều chết hết rồi, đều bị bọn Nhật thiêu chết rồi. Ngưu Nhị trốn trong một góc tường tối đen, không dám tin vào những gì đã xảy ra. Không thể vậy. Chết hết rồi. Đột nhiên Ngưu Nhị nhớ ra con bò của quân Bát Lộ. Anh vội vàng đến nhà thôn trưởng. Anh ghé tai bên bờ tường, nghe thấy những âm thanh kỳ lạ. Sau đó đất đá rơi ra. Ngưu Nhị sợ quá vội vàng trốn ra sau cây. Đột nhiên bức tường bị xô đổ, con bò kêu rất yếu ớt. Chắc là thôn trưởng đã cho nó uống thuốc câm nên mới trốn được khỏi sự lục soát của bọn Nhật. Ngưu Nhị vội vàng tìm thuốc giải, anh cho nó ăn nhưng nó không chịu ăn. Đến khi Ngưu Nhị quay người lại thì nó lại tự ăn. Tất thì mày không đi mà còn đi giật lùi hả? Sao tính khí như Cửu Nhi thế? Nghĩ đến Cửu Nhi là Ngưu Nhị lại thấy đau lòng. Anh tựa đầu lên lưng bò khóc thất thanh. Anh còn muốn chung sống với Cửu Nhi nữa.
Sao cô ấy lại mất được cơ chứ? Từ đó về sau, con bò đó chính là Cửu Nhi, họ nương tựa vào nhau để sống. Một con chó hoang đi vào trong sân, bên ngoài thôn là đám thương binh của quân Nhật. Nhìn cái thôn đã bị đại quân quét sạch. Nhưng lúc này, thuốc giải có hiệu lực. Bọn Nhật lập tức trở nên cảnh giác, bọn chúng lần theo tiếng đó tìm được con bò sữa. Còn Ngưu Nhị thì đã trốn ra đằng sau núi rồi. Muốn hại chết tôi à? Mày hại tao rồi. Anh mặc kệ luôn, mình sống quan trọng hơn. Thế nhưng anh lấy ra tờ giấy ủy thác của quân Bát Lộ. Ngưu Nhị bắt đầu phân vân. Tự dưng một cơn gió thổi ngang qua, làm khế ước bị bay lên trời. Xem ra mọi chuyện đều là ý trời, vậy nên anh yên tâm rời đi. Thế nhưng một giây sau đó, tờ khế ước lại bay đến chỗ anh. Cuối cùng nó rơi vào trong tay Ngưu Nhị. Anh thực sự thấy có lỗi, nên quay về thôn. Người Nhật đã chiếm nhà thôn trưởng, họ đang đứng vây quanh con bò sữa. Bọn họ còn chôn bom ở cửa nữa, để bảo vệ con bò và thương binh. May mà Ngưu Nhị biết một đường hầm thông thẳng đến miệng giếng nhà thôn trưởng. Hồi nhỏ bọn họ trộm lương thực bằng đường này. Thế nhưng bọn Nhật tự dưng bắn khắp nơi, làm Ngưu Nhị sợ quá chạy về. Thì ra là do có một người dân thường đột nhập vào thôn, nhưng lại bị bom nổ chết. Ngưu Nhị trốn ra sau núi, anh vẫn chưa hoàn hồn lại. Ban nãy hai người đó còn sống sờ sờ vậy, mà bùm bùm hai cái là mất mạng. Mình mà quay về thì không giữ nổi mạng của người cuối cùng trong thôn mất. Mày kêu cái khỉ gió gì hả? Tuy Ngưu Nhị nói vậy, nhưng thực ra anh thấy rất không yên lòng vì Cửu Nhi. Vậy nên anh quyết định quay lại thôn. Nhân lúc nửa đêm anh bò ra từ đường hầm. Thế nhưng cho dù anh kéo thế nào thì Cửu Nhi vẫn không chịu đi. Nó còn dẫm lên chân Ngưu Nhị nữa. Tiếng kêu kinh động bọn người Nhật. Ngưu Nhị muốn thoát ra. Cái đồ xúc sinh. Trước khi bọn Nhật đến, anh đã kịp nhảy xuống giếng, trốn ra từ đường hầm. Ngưu Nhị trốn vào trong nhà kho. Anh vô tình phát hiện ra một khẩu súng săn. Ngưu Nhị nhắm thẳng vào một tên Nhật, rồi kéo còi súng thật mạnh. Thì ra bên trong không hề có đạn. Hình như anh tự dưng phát hiện ra được điều gì đó, làm anh sợ quá ngã từ trên cây xuống luôn. Nhìn kỹ, đó chính là đầu của thôn trưởng và lão tổ. Ngưu Nhị không nhịn được quay mặt qua chỗ khác, anh không dám nhìn thêm nữa. Anh hạ quyết tâm phải báo thù bọn Nhật. Vậy nên hôm sau anh kéo cung tên ra, nhắm vào tên lính Nhật đang cách đó không xa. Người đàn ông kéo cung tên ra, nhắm vào tên Nhật. Ai ngờ tự dưng đầu mũi tên tự dưng đứt ra. Anh vội vàng cúi xuống buộc lại từ đâu, rồi tấn công một lần nữa. Anh là ai? Quan quân Nhật kéo Ngưu Nhị lên, chất vấn xem anh có đồng bọn hay không. Nhưng Ngưu Nhị nghe không hiểu, nên anh đánh ông ta một cái. Sĩ quan kia bị chọc giận, ông ta trói Ngưu Nhị lại, làm bia bắn cho binh lính tập luyện. Tân binh lấy hết dũng khí, hét rồi xông lên. Ngưu Nhị nôn ra máu, đau đến mức không nói nổi. Nhưng sĩ quan kia không hài lòng, để làm mẫu cho tân binh. Ông lau cổ Ngưu Nhị, rồi giơ cao cây đao lên. Đúng lúc này, Ngưu Nhị tự dưng bộc phát. Anh giành ra, nhặt một cây gậy sắt lên, định liều mạng với bọn Nhật. Sĩ quan thấy vậy, tự dưng thấy rất hưng phấn. Ông ta cầm súng, lạnh lùng lên nòng, tao giết mày. Vào lúc nguy cấp, quân Bát Lộ đến. Ngưu Nhị vẫn đang nhắm mắt đánh bừa, nhưng lại vô tình bị pháo tay đánh ngất. Khi anh tỉnh lại, bọn Nhật đã chết hết, quân Bát Lộ cũng rút lui rồi. Anh khoác một cái áo, run rẩy đứng lên. Anh bắt đầu đi khắp nơi tìm Cửu Nhi, nhưng tìm cả thôn vẫn chẳng thấy bóng dáng nó đâu. Cửu Nhi. Cửu Nhi liếm cho Ngưu Nhị tỉnh. Ngưu Nhị thấy mừng vô cùng, nhưng ngay sau đó anh lại thấy bực mình. Mặc kệ tao. Anh ngồi bên vách núi, thấy bực bội, Cửu Nhi đi đến, nghiêng đầu về phía Ngưu Nhị, hình như nó đang tỏ ra hối lỗi. Ngưu Nhị cuối cùng cũng cười. Anh ôm Cửu Nhi, quyết định đưa nó về nhà. Cửu Nhi ra rất nhiều sữa. Ngưu Nhị ăn khoai tây, uống sữa bò thơm phức, anh sống rất vui vẻ. Lúc này, tự dưng bên ngoài có tiếng động. Ngưu Nhị cẩn thận ra ngoài cửa, thì thấy có một cô gái ngồi ở cửa. Anh giật mình, thấy đứa trẻ trông hơi đáng thương. Anh đưa bát sữa qua, dù sao thì một mình anh cũng không uống hết được. Cô gái lấy sữa, vội vàng uống một ngụm lớn, nhưng ngay sau đó cô lại cho con uống. Đúng lúc này bát sữa bị người khác cướp mất. Ngưu Nhị vội vàng đuổi theo, nhưng lại phát hiện ra trong ngõ có rất nhiều dân tị nạn. Ngưu Nhị không nhìn nổi nữa, chỉ đành chia sữa cho mọi người uống. Thế nhưng một ngày sau thôi, Cửu Nhi bị bệnh. Ngưu Nhị đau lòng vô cùng, cứ tiếp tục thế này thì là ép Cửu Nhi vào chỗ chết. Vậy nên anh cầu xin mọi người đến chỗ khác đi. Các thôn dân đều im lặng, họ đứng yên không chịu rời đi, thậm chí còn có người nói luôn, lắm thì giết nó lấy thịt thôi. Ngưu Nhị tức điên lên, xông lên định liều mạng với anh ta. Hai người họ đánh nhau, một người lang trung đứng ra khuyên mọi người nên đến thôn tiếp theo xem sao, không thể cắt đứt đường sống của người khác vì bản thân được. May mà ông ta cũng khá có tiếng nói, nên các thôn dân lần lượt rời đi, lang trung ở lại định chữa cho Cửu Nhi xong thì mới đi. Ngưu Nhị rất cảm kích, anh vội vàng đến nhà thôn trưởng tìm thuốc. Nhưng chạy được nửa đường thì có tiếng hét của Cửu Nhi vang lên. Ngưu Nhị nhận ra có gì đó sai sai,
vội vàng chạy về thì bị đồng bọn của Lang Trung đánh cho. Ngưu Nhị đánh không lại, chỉ có thể ném đá về phía sân thôi, nhưng làm vậy chẳng có ích gì cả. Tên Lang Trung đó đã mài dao từ từ tiến đến chỗ Cửu Nhi, ông ta đâm dao, mũi Cửu Nhi rách ra, nó đau đến mức rằng đứt dây. Tính khí hệt như Cửu Nhi. Sau khi trời tối, Cửu Nhi chạy đến nhà thôn trưởng, Ngưu Nhị cũng tìm đến đó. Nhìn mũi Cửu Nhi bị thương, thấy thương nó lắm. Đột nhiên có tiếng nổ vang lên ở phía sau anh, thì ra bọn Lang Trung vẫn không từ bỏ, muốn giết Cửu Nhi lấy thịt. Ngưu Nhị biết bọn Nhật chôn bom ở cửa, anh chỉ có thể khổ sở bảo bọn họ rời đi, tôi chỉ muốn ăn bò của anh thôi mà, thế mà anh lại giết hai người anh em của tôi. Người đàn ông hua hua lưỡi liềm, xông lên như điên vậy. Ấy, mau đi đi. Xung quanh đó vẫn còn. Lang Trung sợ quá đơ cả người, ông ta sợ hãi lùi về sau, thế nhưng lại dẫm phải một quả bom, ông ta muốn cũng chẳng đi nổi nữa rồi. Ngưu Nhị thấy rất tuyệt vọng, tại sao cho dù bọn Nhật đi rồi, nhưng bọn họ vẫn không thể sống yên ổn. Cuối cùng anh tìm đến chỗ Cửu Nhi, lấy chiếc vòng bạc gia truyền đó xuống, làm cái khuyên mũi, rồi cùng đi lên núi. Từ đó, hai bọn họ tránh xa thị phi, nương tựa lẫn nhau. 7 năm sau, quân giải phóng đi qua thông, Ngưu Nhị vội vàng đi đến, đưa dây dắt Cửu Nhi cho họ. Chúng tôi là quân đội nhân dân, không lấy cái gì của nhân dân đâu, cảm ơn nhé. Ngưu Nhị nghe xong hơi ngơ ngác, anh vội vàng lấy tờ khế ước quân Bát Lộ để lại. Lúc trước, bọn anh viết cái này, lúc đưa bò. Bây giờ người trong thôn chết hết rồi, còn mỗi mình tôi nuôi nó trên núi, còn cả cái này nữa. Chuyện lâu vậy rồi, hơn nữa bọn họ là bộ đội tác chiến, không thể đưa bò sữa đi cùng được. Vậy nên đội trưởng chỉ đành tặng bò sữa cho Ngưu Nhị. Trước khi đi, Ngưu Nhị còn nhờ đội trưởng viết cho 4 chữ, để làm bia mộ sau khi mình chết. Một cơn gió thổi qua, tờ giấy bị thổi xuống đất, Ngưu Nhị vội vàng nhặt lên, nhưng anh không biết chữ, nên chỉ có thể ghép lại thôi. Kết quả là anh lại ghép thành 4 chữ, mộ của hai Ngưu.